Sư. Dạ. Sư chủ trì hồi xưa đó hả? Ừ, chủ trì hồi xưa đó. Chi ngôi mộ này lớn nè. Dạ, lớn. Xây có tầng đẹp ghê luôn. Dạ. Cái này con không? Chưa. Chào các bạn, hiện tại mình đang ở Châu Lăng. Chỗ ngay mình đang ở ngay gian chỗ cái đường đi vô chùa Hàng Còng. Tiếng Khmer của cái tên chùa mình không biết, nhưng mà thường người ta gọi chùa Hàng Còng không à. Hai bên có Hàng Còng lai đai nè, có sơn trắng ở dưới góc lên khúc khoảng thước. Dân ở đây người ta gọi toàn là chùa Hàng Còng. Phía trong nghe nói đẹp lắm, để mình vô mình quay cho các bạn xem nha. Vào tới khuôn viên chùa các bạn, rất rộng luôn các bạn ơi. Nằm ngoài mía ruộng. Ở bên đây thì những cái tháp mộ. Để em đi vòng ở đường này qua bên cái ngôi chùa phía trên các bạn. Ngôi chùa mình nó quá đẹp luôn nè. Có hồ nước luôn. Khuôn viên ở đây quá rộng luôn. Có người ta đến đây hành hương và viếng chùa nhiều, đông. Cũng có đi lây ra lây ra này nhiều nè. Giờ đây chắc gió bị ù tiếng quá các bạn. Ở đây có một cái hồ sen. Hồ sen nước bị cạn nè. Gió chắc bị ù quá. Tiếng mình chưa có cái mic mà giảm ù nên các bạn thông cảm cho mình nha. Đây là ngôi chùa này các bạn, quá đẹp luôn, quá gió luôn. Mình lên chùa nghe các bạn.
quá gió luôn. Chùa này gọi là chùa gì? Căng rút. tiếng Khmer không dành ra nói hơi khó. Ngôi chùa này xây dựng được bao nhiêu năm rồi? 7-8 năm rồi chưa. 7-8 năm mà chưa xong nữa hả? Chưa xong, làm chỗ này đủ thứ luôn. Dạ. Bắt đầu là sống xong một lần nó làm một lần hết luôn. Dạ, như cái từ hồi trước tới giờ mà trước mà lập chùa tới giờ khoảng bao nhiêu năm rồi? Cái này hả? Dạ. Hồi từ ngày mà có chùa tới giờ. Dạ. Còn hồi trước nữa thì mình không biết ha. Không biết. Hỏi ông sư nó biết. Dạ. Còn 7-8 năm rồi mà chưa đổi á. 7-8 năm mà chưa xong gì hết. Chùa cũ thì ở sau lưng kia ha. Dạ, cái này là chùa mình mới xây 7-8 năm rồi. Dạ. Để chút đi qua bên chùa cũ quen. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Răng cút. Nghe tiếng Khmer mình đọc không gần nên hơi khó đọc. Hình Đức Phật Thích Ca quá đẹp luôn rồi. Đẹp quá mọi người ơi. Ở dưới này rất nhiều tượng Phật luôn. Hai bên phía dưới này cũng có tượng Phật Thích Ca. Đẹp quá đẹp. Xung quanh cũng có những cái bức tranh trên tường nhưng mà chưa có sơn, tại vì ngôi chùa này xây 7-8 năm mà chưa xong các bạn. Có những cái bức tranh trên tường mà chưa sơn nè, còn xi măng còn trắng tư trắng đen. Chút mình qua anh quay ngôi chùa cũ cho các bạn xem luôn nha. Rồi mình quay chánh điện lại cái nữa rồi mình qua bên chùa cũ quay cho các bạn xem nha. Hình tượng Đức Phật Thích Ca đẹp quá các bạn. Để mình nhìn lại cho các bạn xem cho nữa. Quá trang nghiêm luôn, rất đẹp luôn. Đó. Quá tuyệt vời. Rồi mình đi qua ngôi chùa cũ nha các bạn. Ở đây có rất nhiều tháp luôn, tháp 1,
ca ngồi ngay gốc bồ đề nữa nè. Rất nhiều tháp luôn. Ở đây có tượng Đức Phật Thích Ca nữa. Này chắc cũng lâu năm lắm rồi, cũ kỹ quá. Hồi xưa là ngôi chùa cũ này là có bằng cây. Theo mấy cái chân này là để cây, cột. Cây đây cột, cái này cột. Cột phải không? Cột, dạ, cột lên không á. Dạ. Dạ. Cột này lên. Bây giờ cây đó bây giờ không biết. Lấy đâu mất tiêu rồi. Mất hết trơn luôn. Mất hết trơn rồi. Giờ ở đâu dọn sạch sẽ luôn hay nha. Sạch sẽ luôn giờ. Mấy cái tháp này là tháp mộ hả? Như người ta mấy người mất người ta thiêu rồi lấy cái cốt đem vô đó. Gì hả? Bây giờ nó cốt không à. À. Rồi nghe người ta nói là có tháp và để 2-3 cốt có không? Có luôn hả? Có tháp để 2-3 cốt luôn. Vậy hả? Dạ. Anh em giữ để chung nhau luôn á. Vậy là rất nhiều luôn hả? Dạ rất nhiều luôn á. Dạ. Vậy mà đúng mà... từ ngày đó mình cúng ở đây luôn. Dạ. Dạ. Hồi nào giờ tưởng là mỗi cái tháp gì là một cốt. Không, một cốt và dạ. Cũng như anh em mình để vô chung. Để chung luôn. Dạ, chung luôn. Dạ. Vậy là người Khmer mất là đốt hết. Đốt hết luôn dạ. Đốt chứ luôn. Không có chôn. Không có chôn. Yeah. Từ xưa tới bây giờ vậy không à? Dạ. Mình lấy cái tháp lại để trong đây. Dạ. Chừng nào rồi mấy cái cho nó không có cửa là sao? Cái đó là lúc trước người ta chôn ở đó. Chôn luôn hả? Chôn luôn. Để nguyên cái hàng tới, luôn. Ừ, nguyên hàng luôn, chừng ngày tới ra mình làm nó đốt lại vậy đó. Đốt. Dạ. Vì lần nữa lấy ra đốt lại. Đốt lại cái đó làm 2 lần. Còn bây giờ người ta làm một lần à. Dạ. Yeah. Cái đó là hồi xưa ha. Hồi xưa, dạ hồi xưa. Mình cũng không có hiểu, người ra hỏi yeah. Cho biết. Dạ, yeah, biết rồi nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn chú. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Có gì đâu, mình không biết, mình khách giới thiệu chú biết. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cũng gì đó. Mà tháp nó để vô mình tới ngày đôn ta gì là chô sinh năm vậy đó, tết gì yeah. Đó mình gồm anh em mình tới đấy mình cung lạ vậy hả? Dạ. Rồi mỗi ngày tết lễ đôn ta đồ này kia thì gom lại cung chung, cung ở đây đó, gom lại cúng luôn. Dạ cúng luôn, mà anh không tính anh tới là ngày chô sinh năm anh vô giờ thấy là biết rồi đó. Dạ. Yeah. Còn một tháp này cũng hết trơn luôn á. Vậy là trong chùa này không phải là để mấy cái tháp không phải để mà chôn sư sãi mà là mấy người dân ở đây luôn. Ở đây luôn. Dạ dạ. Chân dạ. Hết gom ở đây luôn. Dạ là gom vô chùa hết. Một chủ như anh em mình để một tháp chung luôn vậy đó. Dạ, như một cái tháp là một gia đình vậy ha. Gia đình đó. Dạ dạ. Dạ. Rồi hiểu rồi. Dạ. Tháp này một gia đình như anh em mình để không có mình để nó tháp vô chung luôn. Dạ. Cũng sai bình thường á. Dạ. Dạ vậy đó. Sai hoài luôn. Dạ. Giờ mới hỏi ra mới biết chứ hồi nào giờ không có biết dạ. Tưởng tháp là mỗi người. Dạ. Cái đóng người luôn. Hả? Người nào cũng cùng được á. Vậy hả? Dạ, đốt cái này là đốt nhàn không à, có mình chay cây một chén vậy đó, đi này. Vậy hả? Dạ.
mà thấy người ta để cặp xéo bên cái gốc không à? Dạ dạ, để gì gốc chứ không có để ngay giữa nhà. Không nhiều nhà đâu, để gốc không có. Còn người Việt thì bạn Thiên là để ngay giữa nhà. Dạ, cái này để bằng gốc không? Dạ. Bữa hổm có đi lên Campuchia ở trên mấy ngày đó, thấy người ta bán cái này nè, nhiều dữ lắm luôn. Dạ, nhiều lắm, dạ. Gốc. Rồi mỗi gia đình thấy để gốc, 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 gốc. Để gốc không nè. Dạ, để ngay gốc không? Gốc cái này nè. Dạ, đúng rồi, ngay gốc rồi, dễ vô vậy nè. Dạ. Mà nó chắc cái này bạn Thiên giống người Việt Nam. Dạ. Nhưng mà tại vì cái theo cái phong tục của người ta là để theo gốc. Dạ. Như là thờ... thần thánh gì đó mình cũng không hiểu. Bà hổm ông nói á, tôi là chắc thờ khi người ta hiểu cho mình sao mình biết. Dạ, anh tìm hiểu này là biết tôi mà biết cách này mà cách sao này không biết. Mà anh đi tìm hiểu mình chút hình vô cái này kia. Dạ. Tôi mà cách này tôi biết còn xã nó không biết. Mình tự tìm hiểu mình đi á hoài vậy đó. Dạ. Cái ngôi mộ này của ông sư. Ông sư. Dạ. Sư chủ trì hồi xưa đó hả? Ừ, chủ trì hồi xưa đó. Hàng chi ngôi mộ này lớn nè. Dạ lớn. Xây có tầng đẹp ghê luôn. Dạ. Cái này còn không? Chưa đây ra. Còn hàng trong hả? Còn hàng. Vậy hả? Dạ. Bởi vì clip đây luôn nè. Clip đây luôn. Khi nào anh em có tiền làm nữa lấy cái tháp phòng để cung như này. Dạ. Dạ. Vậy là ở trên có cửa nữa hả? Có. Có cốt ở trên đó. Đây là nền ngôi chùa cũ mà các bạn, hồi trước xây bằng gỗ, cất bằng gỗ dở dọn dẹp hết rồi. Còn hôm nay mình quay là ngôi chùa mới xây 7-8 năm mà chưa xong đó. Ở trên nóc cũng chưa xong nữa. Hồi nào giờ mình mới biết, có tìm hiểu bên cái người Khmer. Ở đây rất nhiều tháp, mỗi một tháp như là một gia đình, anh em, chồng con gì chôn chung một chỗ đó các bạn. Nhưng mà người ta thiêu không, ít có để nguyên cái hàng. Mình xin kết thúc video luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi mình chân thành cảm ơn các bạn nhiều.